Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 3286, lướt mắt đưa tình có thể nói chỉ cần trường sinh cốc nói một câu sẽ có rất nhiều đạo thống, rất nhiều chân thần đều nguyện ý trợ giúp trường sinh cốc một tay, cho nên nói đối địch với trường sinh cốc là hành động không sáng suốt, chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Nếu như ta cần bảo vật, thế gian này không có tổ ong vò vẽ nào cả. Lý thất dạ cười cười, vũ băng ngưng cũng không khỏi nhìn lý thất dạ liếc nghiêm túc nói ra nếu thật sự đối địch với trường sinh cốc không nói quá lời chỉ sợ cả vạn thống dưới không có nơi nào để ngươi sống yên đâu nói như vậy ngươi là lo lắng cho ta lý thất dạ nói nằm mơ vũ băng ngưng lườm hắn nói loại người như ngươi yêu thích hại người bị người khác giết là quá đúng nói xong lời này gương mặt nàng nóng rát lúc nói xong cũng chẳng còn bao nhiêu khí lực gương mặt xinh đẹp của vũ băng ngưng đỏ lên lý thất dạ cười cười lý thất dạ lấy vạn lô thần ra hắn điểm nhẹ một tiếng và nghe âm thanh cô vang lên vạn lô thần biến trở về chân thân của nó là con cóc lý thất dạ nhẹ nhàng vuốt đầu vạn lô thần vạn lô thần rất hưởng thụ nó kêu cô 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 vài tiếng lý thất dạ nhìn vũ băng ngưng vừa cười vừa nói đã đến hoảng nguyên tri địa không có đạo lý tay không quay về ngươi muốn đổ tốt gì hảo ý tâm lĩnh vũ băng ngưng kiêu ngạo nói ra ta cũng không cần bảo vật gì vũ băng ngưng nói lời này không phải rụt rè nàng xuất thân từ chu tương vũ đình lại là truyền nhân Chu tru Tương Vũ Đình, có thể nói là hòn ngọc quý trên tay, nàng có được bảo vật người khác không hề có, cũng chính bởi vì như thế cho nên Vũ Băng Ngưng không có quá nhiều truy cầu bảo vật, người có một cây già thế thảo đúng không? Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, Vũ Băng Ngưng ngạc nhiên không nhỏ, nàng nhìn thấy Lý Thất Dạ rồi nói, tại sao ngươi biết, nàng có được già thế thảo đã từng là một bí mật, rất ít người trong thu Tương Vũ Đình biết rõ, cũng chỉ có các lão tổ mới biết. Nhưng lần thứ nhất tập kích Lý Thất Dạ đã bị hán điểm phá huyền cơ, trên thực tế Vũ Băng Ngưng cũng không biết cái gì độn thuật vô song, bởi vì nàng có được giả thế thảo vô cùng chân quý, che đậy tất cả, lúc này mới có thể giúp nàng ẩn nấp. Bình thường Vũ Băng Ngưng rất ít sử dụng giả thế thảo, chỉ có điều lần trước xâm nhập đạo thống địch nhân nàng mới sử dụng giả thế thảo. Thời điểm liên quân gặp nạn liền che đậy hành tung đi tập kích lý thất dạ, lý thất dạ cười cười, nói ra, bấm tay tính toán mà thôi, chuyện này có gì khó, một cây giả thế thảo chứ không phải trường sinh thảo, không biết mặt mũi, Vũ băng ngưng tức giận nghiến răng lườm lý thất dạ, đương nhiên nàng không tin lời ma quỷ này, cho nên nàng mới tò mò hỏi, rốt cuộc là cái gì? Người làm cách nào khám phá giả thế thảo của ta? Đây không phải là vũ băng ngưng tự đại, bởi vì nàng không sử dụng công pháp ẩn nấp, mà là sử dụng giả thế thảo, nếu không phải là công pháp, muốn khám phá dễ vậy sao? Lý thất dạ lập tức khám phá giả thế thảo của nàng, nàng không thể ẩn nấp, đây mới là chuyện không thể tưởng tượng nổi, bởi vì giả thế thảo của nàng ngay cả các lão tổ chu tương vũ đình cũng không khám phá được. Lý thất dạ sử dụng thái sơ thụ đã khám phá giả thế thảo, nàng rung động đẹp này nhất, một gốc cây tùy tiện mà thôi. Lý thất dạ trả lời hời hợt, hư, không nói đừng nói, có cái gì khó lường chứ. Vũ băng ngưng tức giận, ngươi nên đi theo vạn lô thần của ta, nói không chừng ngươi sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, vận khí tốt còn hữu ích với giả thế thảo đấy. Nhìn Vũ băng ngưng đang tức giận, Lý thất dạ cười cười, ta mới không có thèm bảo vật của ngươi. Vũ băng ngưng hử lạnh, Lý thất dạ cười một tiếng, hắn vuốt ve vạn lô thần, nói ra, đi thôi, nơi đây là bảo địa, có rất nhiều hòa trùng, cũng nên ăn chút gì đó. nói xong hắn buông tay ra, cô vạn lưu thần nhảy ra khỏi tay lý thất dạ, rơi trên mặt đất liền nhảy ra xa, nhảy không xa liền dừng lại, hình như đang đợi vũ băng ngưng. tốt, nhà đầu, đừng hờn dỗi, đi thôi. lý thất dạ xoa mái tóc vũ băng ngưng, vừa cười vừa nói, vũ băng ngưng lườm hắn, nói ra, người sẽ không bỏ ta đi chứ? yên tâm đi, cho dù ta muốn bỏ ngươi cũng không nỡ vạn lô thần đâu đây chính là bảo vật duy nhất trên đời nó sẽ dẫn đường cho ngươi lý thất dạ không khỏi cười phi ai mà thèm chứ vũ băng ngưng nghe con cóc này còn chân quý hơn cả mình thì nội tâm mất hứng tức giận không nhỏ nàng dẫm vào mũi chân lý thất dạ một cái cho dù vũ băng ngưng hờn rỗi nhưng vẫn làm theo ý lý thất dạ đi theo vạn lô thần lý thất dạ nhìn vũ băng ngưng và vạn lô thần biến mất hắn chỉ cười cười vạn lô thần chính là thần vật vô thượng nó có thể ăn tất cả hòa trùng trên thế gian cũng ăn vô số linh thảo tên dược hiện tại đi vào hoàng nguyên chi địa chẳng khác gì đi tìm thức ăn mới và lô thần nhảy đi lý thất giả dạ cũng bắt đầu đi hắn cũng không nóng vội cứ đi từng bước đi qua ngọn núi vượt qua thâm cốc hơn nữa lý thất giả dạ đi vào trong hoàng nguyên chi địa trên người hắn cũng sinh ra hỏa diễm giống như toàn thân đang bốc cháy bộ dáng của hắn hiện tại người đứng xa còn cho rằng hắn là tu sĩ hỏa tộc đương nhiên hỏa diễm trên người lý thất giả dạ không phải hỏa diễm thật sự mà là thân thể hắn gắn kết với hoàng nguyên chi địa hình thành hỏa diễm hơn nữa mỗi bước hắn đi đều có hỏa dưỡng bốc lên lý thất giả tiến vào hoàng nguyên chi địa không phải dạo chơi như hắn nói hắn đến hoàng nguyên chi địa là có mưu đồ lão nhân thần bí đào cái hố cho hắn hắn cần rất nhiều thứ hoàng nguyên chi địa bên có vật hắn cần trên thế gian rất nhiều người không biết hoàng nguyên chi địa có món đồ này nhưng hoàng nguyên chi địa thật sự có món đồ như vậy lý thất giả từ rất nhiều sách cổ suy diễn ra món đồ này nằm tại đây đồng thời trong trí nhớ lão đầu tiên ma động cũng có đồ vật này cũng chính bởi vì như thế Lý Thất Dạ chưa từng đi vào Hoàng Nguyên Chi Địa nhưng nắm rõ Hoàng Nguyên Chi Địa như bàn tay, cho dù đồ vật trong Hoàng Nguyên Chi Địa rất khó tìm, nhưng hắn vẫn có thể nhờ vào lượng thiên xích giúp hắn tìm kiếm. Lý Thất Dạ tiếp tục đi về phía trước, hắn đi không nhanh, hắn đi sâu vào trong Hoàng Nguyên Chi Địa, hỏa diễm trên người càng ngày càng nhiều, cuối cùng hắn biến thành hỏa nhân và bị người ta chú ý. Lý Thất Dạ đi trong Hoàng Nguyên Chi Địa, trên đường gặp được không ít tu sĩ cường giả, có dược sư, có hỏa tộc và những người tìm bảo vật. Thời điểm Lý Thất Dạ đi ngang qua sơn cốc, chỉ thấy trong cốc có một thảm cỏ thật lớn, hơn nữa trên bãi cỏ không phải là cỏ bình thường, mà là cọng cỏ có hỏa diễm đang thiêu đốt, toàn thân chúng đỏ rực giống như trang sức nữ nhân, thời điểm gió thổi tới làm hỏa diễm lắc lư qua lại. Chương 3287, Đào Đông Hỏa trùng trong sơn cốc có rất nhiều người, trong đó có một thiếu niên mang theo một đám người chiếm cứ phần lớn sơn cốc, thiếu niên này khí thế khinh người, mặc một thân cầm y, hắn đang chỉ huy đệ hò hét với đám người khác, mọi người không được tiến vào trong, đứng bên ngoài cho ta, xích diên thảo trong này sẽ là của vạn thọ quốc chúng ta. Nghe tên thiếu niên nói làm rất nhiều người bất mãn, không ít người nhìn chăm chăm thiếu niên này, có người bất mãn kháng nghị nói ra, ngươi quá phận rồi. Hoàng nguyên chi địa không thuộc về các ngươi, trong chúng ta cũng có không ít đệ tử thuộc về trường sinh cốc đạo thống, dựa vào cái gì vạn thọ quốc các ngươi khinh người quá đáng, chỉ bằng ba chữ vạn thọ quốc, thiếu niên này thập phần ngạo khí, khí thế khinh người, hắn không quan tâm đám người ngoài tức giận, nói chỉ bằng vào vạn thọ quốc là đạo thống mạnh nhất còn chưa đủ sao ngô luyện ta cũng không phải không lưu chỗ trống cho các ngươi các ngươi xem bên kia không phải địa bàn lưu cho các ngươi sao nói xong hắn chỉ vào nơi hẻo lánh trong cốc ở đó có một ít cọng cỏ nhỏ nơi này có rất ít xích diên thảo hơn nữa còn là một đám rất thưa thớt xích diên thảo thưa thớt như vậy đông hòa trùng căn bản không kết ổ tại đó có người bất mãn lên tiếng hắc không có đông hòa trùng kết ổ đó là chuyện của các ngươi liên quan gì tới ta thiếu niên ngô luyện nói rất khinh người đi 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 đều đi qua một bên đừng trở ngại chúng ta trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người rất phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì vạn thọ quốc chính là đạo thông mạnh nhất vạn đạo giới thực lực mạnh danh tiếng lớn thậm chí áp đảo trường sinh cốc hơn nữa thiếu niên trước mắt xuất thân ngô gia vạn thọ quốc có thể nói là hoàng thân quốc thích xuất thân tôn quý không bao nhiêu người nguyện ý chọc hắn không phải người của chúng ta đều đuổi ra ngoài đi không chịu rời đi thì giết ngô luyện hùng hổ hai mắt lộ ra hung quang uy hiếp những tu sĩ khác lui ra ngoài nghe thiếu chủ của chúng ta nói không đấy, đều lui ra ngoài cho ta. Vào lúc này đệ tử bên cạnh ngô luyện đều đổi tu sĩ khác ra ngoài. Tu sĩ khác không có cách nào, đành phải liên tục lui ra xa. Bọn họ tìm đông hòa trùng, không phải dốc sức liều mạng ở đây. Không cần vì đông hòa trùng mà kết thù với vạn thọ quốc, càng không cần vì đông hòa trùng mất đi tánh mạng của mình. Người ta biết sao, không nghe thiếu chủ của chúng ta nói sao, lập tức cút ra ngoài tuyến này cho ta. Lúc này vẫn còn một thanh niên đứng đó, đám đệ tử ngô luyện xua đuổi hắn ra ngoài thanh niên này mặc áo xám, Thập phần mộc mạc, vừa nhìn đã biết xuất thân từ tiểu môn phái, lúc này bị đệ tử Ngô đẩy đi, hắn đỏ mặt cúi đầu xuống, "Ngô, Ngô thiếu chủ, ta, Tống gia ta cũng là người Vạn Thọ quốc, ta, ta cũng là đệ tử Vạn Thọ quốc." Thanh niên đỏ mặt vất vả mới nói xong câu này, hắn nói chuyện có chút cả lăm, nhìn sơ qua đã biết người không thể nói năng. "Ngươi sao?" Ngô Luyện nói, "Ngươi chính là Tống gia Tống Vũ Hạo suy tàn đó hả?" "Đúng, đúng, đúng, ta chính là Tống Vũ Hạo, ta, ta" Tổ tiên Tống gia đã từng lập không ít công lao cho vạn thọ quốc, thanh niên Tống Vũ Hạo gật đầu, hắn còn tưởng rằng Ngô Luyện sẽ niệm tình xưa, đó là chuyện xưa rồi, Ngô Luyện khinh thường nói, không phải tùy tiện một a miêu a cầu gì cũng có thể đại biểu vạn thọ quốc, Tống gia các người cũng chỉ có mấy người, có tư cách gì xưng là người vạn thọ quốc, đi qua một bên, nghe Ngô Luyện khinh bỉ như thế, Tống Vũ Hạo đỏ mặt không nói nên lời, thiếu chủ của ta nói có nghe hay không, đi ra ngoài, thấy Tống Vũ Hạo không đi, đệ tử Ngô gia đuổi người Tống Vũ Hạo nói với Ngô Luyện, Ngô Thiếu Chủ, ta, ta, mẫu thân của ta bệnh nặng nằm trên giường, cần đông hòa trùng cứu mạng, ngươi, ngươi, ngươi cho ta lưu lại nơi này đi, cho, cho ta một cơ hội, ta, ta chỉ cần mấy con đông hòa trùng mà thôi, còn lại lưu cho Thiếu Chủ, liên quan gì tới ta, Ngô Luyện lạnh lùng nói, mau cút, nếu không chém đầu của ngươi, lúc này Tống Vũ Hạo đỏ mặt, cấp đến độ sắp khóc, hắn không biết làm gì, cứ đứng ở đó, đi ra ngoài, đi ra ngoài, mau đi ra nhìn thấy tống vũ hạo đứng đó không đi đệ tử ngô đẩy tống vũ hạo ra ngoài nhìn thấy ngô luyện bá đạo như vậy không ít người phẫn nộ nhìn ngô luyện nhưng ngô luyện lại hoàn toàn không sao cả ta 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 chỉ muốn mấy con mấy con đông hòa trùng để cứu mạng mẫu thân tống vũ hạo gấp tới mức chảy nước mắt đàn ông có nước mắt không dễ rơi chỉ là không gặp chuyện thương tâm lúc này tống vũ hạo đã khóc vì mẫu thân hán bệnh tình nguy kịch cơ cần mấy con đông hòa trùng cứu mạng không ít tu sĩ ở đây đồng tình với Tống Vũ Hạo nhưng không có ai nguyện ý vì hắn đắc tội vạn thọ quốc, đắc tội ngô gia, không vội, muốn đông hòa trùng cũng không phải việc khó gì. Thời điểm Tống Vũ Hạo đang khóc lóc thì có giọng nói bình thản vang lên. Tống Vũ Hạo nhìn qua, một thanh niên tướng mạo bình thường đang đứng bên cạnh an ủi hắn. Có thể, có thể, nhưng mà Hoàng Nguyên chi địa chỉ có nơi này có xích diên thảo, đông hòa trùng chỉ xuất hiện ở đây. Tuy Tống Vũ Hạo rất cảm kích thanh niên an ủi mình, nhưng mẫu thân hắn cần đông hòa trùng cứu mạng, nội tâm hắn nóng như lửa đốt đương nhiên an ủi tống vũ hạo chính là lý thất dạ lý thất dạ điểm một chỉ chỉ vào xích diên thảo ven đường nói nơi này không phải xích diên thảo sao đúng thế chỉ có một chút xích diên thảo này đông hòa trùng không tới tống vũ hạo bất đắc dĩ nói ai nói lý thất dạ cười nhạt một tiếng nói ra mọi sự đều có như nhau thế gian có quá nhiều việc ngoài ý muốn lát nữa ngươi đào ở đây là được nói xong hắn kéo tống vũ hạo rời đi tùy tiện dùng chân đá xích diên thảo dưới đất không thể nào thấy lý thất dạ kéo tống vũ hạo tới chỗ đám xích diên thảo thưa thất kia có người lắc đầu nói ra đông hòa trùng ưa thích xích diên thảo thời điểm làm ổ dưới xích diên thảo sẽ thôn vệ tinh hoa chỉ có mấy cây xích diên thảo như vậy không thể thu hút đông hòa trùng những người khác cho rằng lý thất dạ đang ăn ủi tống vũ hạo mà thôi ta 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 mua vài con của ngô thiếu chủ cũng được lúc này tống vũ hạo cũng biết không có khả năng lòng nóng như lửa đốt nếu như ngô luyện bán mấy con đông hòa trùng cho hắn hắn đập nồi bán sắt cũng được vì cứu mạng mẫu thân hắn không tước bất cứ giá nào, bất luận như thế nào hắn không thể trôi mắt nhìn. Lý thất dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nói có thì có, chờ một chút đào là được, đám người bên kia không đào được con đông hòa trùng nào đâu, khẩu khí thật là lớn. Thời điểm ngô luyện nghe Lý thất dạ nói thế thì cười lạnh, nếu chỉ có vài cây xích diên thảo ở đó mà hấp dẫn đông hòa trùng, đó mới gọi là có quỷ. Trường 3288, tùy tiện đào Lý thất dạ chẳng muốn để ý tới ngô luyện, hắn lấy gốc cây già ra, đây chính là gốc cây già dưới thiếu nha sơn sau khi nó bị lý thất dạ gọi ra bộ dáng không cam tâm tình nguyện lý thất dạ chỉ cười cười gõ gõ nó gốc cây già không có cách nào đành phải ngồi xổm đâm gốc cây vào đám xích diên thảo này yên tâm đi chờ một lát đốt xích diên thảo này ngươi đào nơi này đông hòa trùng đều quy ngươi ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lý thất dạ bình thản nói với tống vũ hạo nằm mơ nghe lý thất dạ nói vậy ngô luyện khinh thường nói nếu như ngươi có thể đào đông hòa trùng ở đó ta sẽ ăn sạch bùn ở đây vừa nghe ngô luyện trả lời Lý thất dạ lập tươi cười nói với ngô luyện, ngươi nói thật chứ, ta nói thì thế nào, ngô luyện ngạo nghễ, khinh thường nói, chỉ có mấy cây xích diên thảo, căn bản không hấp dẫn đông hỏa trùng, cho dù là một con đông hỏa trùng, ta sẽ ăn sạch bùn đất ở đây, nếu như có con đông hỏa trùng nào, hai người các ngươi đều ăn sạch bùn đất ở đây cho ta, tốt, không thành vấn đề, Lý thất dạ tươi cười, trong khoảng thời gian ngắn, không ít người nhìn nhau, rất nhiều người đều cảm thấy Lý thất dạ nói quá vẹn toàn, lỡ không có đông hỏa trùng thì sao? Tống Vũ Hạo không biết làm thế nào, hắn cũng không biết nên làm gì mới tốt. Thời điểm tình tình hiểu hiểu đã bị Lý Thất Dạ đặt lên làm tiền đặt cược. Vào lúc đó tất cả mọi người nhìn qua xích diên thảo xanh tươi, có người nhìn một chút liền nói, sắp đến thời gian đốt xích diên thảo rồi. Tiếng bổng vang lên, thời điểm này xích diên thảo bốc khói, khói bay tận trời, nhìn khói cuồn cuộn bay lên cao giống như cỏ khô đang cháy, thế lửa lan tràn ra chung quanh. Xích diên thảo bốc cháy không gì có thể ngăn cản được. Nhìn xích diên thảo đang bốc cháy hừng hực, tất cả mọi người ngưng thở, rất nhiều người cũng biết lúc xích diên thảo cháy là lúc đông hòa trùng xuất hiện, đó là thời điểm thu hoạch, đáng tiếc không có quan hệ tới bọn họ. Xích diên thảo thường cháy sau một thời gian, tất cả xích diên thảo đều cháy, khi tất cả xích diên thảo thiêu đốt thì đông hòa trùng sẽ bò lên mặt đất cắn nuốt sạch tinh hoa của xích diên thảo, dùng lớn mạnh chính mình, vào lúc đó là thời điểm bắt đông hòa trùng, có lẽ đang bỏ ra đấy. Mọi người nhìn mặt đất và lầm bầm, đảo, thấy xích diên thảo đã cháy không còn, ngô luyện lập tức hết lớn phân phó đệ tử ngô ra đệ tử ngô gia lập tức động thủ bọn họ đào ba thước đất tìm đông hòa trùng như thế nào các ngươi không bắt đầu đào sao thời điểm ra lệnh đào đất ngô luyện quay đầu cười lạnh nhìn hai người lý thất dạ không vội các ngươi trước lý thất dạ cười nói hư ngô luyện cười cười lại lùng nói cho các ngươi kéo dài thời gian cũng không làm được gì các ngươi nên gặm sạch bùn đất đi là ai gặm bùn còn chưa rõ đâu lý thất dạ cười nói thấy lý thất dạ đối chọi gay gắt sắc mặt ngô luyện hung dữ nhìn chằm chằm vào hắn Tống Vũ Hạo đứng bên cạnh sợ hãi, lập tức kéo kéo tay áo Lý Thất Dạ, ý bảo Lý Thất Dạ không nên xung đột với Ngô Luyện, "Đào, đào nhanh một chút, bổn thiếu chủ chờ xem bọn chúng gặp buồn đấy." Ngô Luyện thấy Lý Thất Dạ không lùi bước, lập tức quát lớn, "Cát, cát, cát!" Từng âm thanh đào đất vang lên, đệ tử Ngô gia đang đào bùn đất, lúc này bọn họ đã đào ba thước đất nhưng không thấy bóng dáng Đông Hòa trùng, thiếu chủ không nhìn thấy Đông Hòa trùng. Lúc này có đệ tử báo cáo, nghe nói câu này sắc mặt Ngô Luyện biến hóa, hắn quát, điều này sao có thể nhất định là các người đào không đủ sâu tiếp tục đào cho dù xốc cả bù đất này lên cũng phải tìm được đông hòa trùng cho ta đệ tử ngô gia không có cách nào đành phải dốc sức liều mạn đào đất bọn họ đào càng sâu càng không có bóng dáng đông hòa trùng vô lý nhìn thấy đệ tử ngô gia đã đào ba thước đất nhưng không thấy bóng dáng đông hòa trùng rất nhiều tu sĩ bên cạnh cảm thấy kỳ quái có tu sĩ lẩm bầm theo đạo lý đào ba thước đất sẽ gặp đông hòa trùng hiện tại đào sâu như thế không gặp đông hòa trùng một đầu đông hòa trùng cũng không có khó tin quá. Lúc này ngô luyện lật tung khu đất lên, khi tất cả xích diên thảo đều bốc cháy, ngô luyện đào ba thước đất không gặp một con đông hỏa, chuyện này quá khó tin. Đào, tiếp tục đào, quản chi đào ba ngàn thước cũng phải đào đông hỏa trùng ra cho ta. Lúc này sắc mặt ngô luyện khó nhìn, hiện tại tới phiên chúng ta đào thôi, đám người ngô luyện không đào ra con đông hỏa trùng. Lý thất dạ cũng nhả nhã nói, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều nhìn Lý thất dạ, tất cả mọi người không phải rất tin tưởng Lý thất dạ có thể đào ra con đông hỏa trùng nào đám người ngô luyện đào sâu như vậy không gặp đông hòa trùng đám người lý thất dạ đang ở khu vực hẻo lánh và ít xích diên thảo cho dù chỉ đốt mấy cây xích diên thảo cũng không có khả năng dẫn đông hòa trùng ra ngoài đông hòa trùng không có khả năng bông tha mặt cỏ có mấy trăm trượng xích diên thảo để sống ở khu vực hẹp như vậy ngô luyện hừ một tiếng lạnh lùng nói bên ta có mấy trăm triệu xích diên thảo không tìm ra một con đông hòa trùng các ngươi chỉ có mấy cây xích diên thảo không thể hấp dẫn đông hòa trùng đừng cố lộng huyền hưu nữa hiện tại gặp bùn còn kịp chờ chúng ta đào ra một con đông hỏa trùng, cho dù chỉ một con cũng thắng các người, không nên nói quá vẹn toàn. Lý thất dạ bất vi sở động, cười nói, chờ móc ra rồi nói, xem ai là người cười đến cuối cùng. Hắn gỗ gỗ gốc cây già, gốc cây già ngồi xổm xuống, nó là tiên dược độc nhất vô nhị trên đời, hôm nay dùng nó ở nơi này là đại tài tiểu dụng, bởi vì lý thất dạ ra lệnh cho nên mới làm việc mà thôi. Đào đi, sau khi gốc cây già làm xong mọi việc, lý thất dạ thu hồi gốc cây già và phân phó tống vũ hạo. Ta, ta, chúng ta đào sao tống vũ hạo không có lực lượng hắn hoàn toàn không có lòng tin bởi vì đám người ngô luyện đào mấy trăm trượng xích diên thảo không tìm ra một con đông hòa trùng nơi nhỏ như bọn họ không có khả năng hấp dẫn đông hòa trùng ta bảo đào thì đào đi lý thất dạ ra lệnh lúc này tống vũ hạo đã không có lựa chọn khác đành phải cầm lấy cái sẻng kiên trì đào hắn cảm thấy mình phải gặm bùn rồi hắn cảm thấy quá oan uổng nhưng lúc này hắn không có khả năng lật kèo không biết tự lượng sức mình nhìn thấy lý thất dạ và tống vũ chưa từ bỏ ý đồ đào đông hòa trùng Ngô luyện hừ lạnh, nói, đời ta đào ra một con đông hỏa trùng, nhất định sẽ cho các ngươi gặm không chừa khẩu đất nào. Nói đến đây trong mắt hắn mang theo sát cơ, trong trường sinh cốc đạo thống này cũng có kẻ dám gây khó dễ với vạn thọ quốc, thật không thể tha thứ được. Lúc tống vũ hạo đào đất, không đào bao lâu đã nhìn thấy phía dưới có ánh lửa bộc phát giống như ẩn chứa bảo tàng. Trường 3289, lật lọng nhìn thấy đồ vật trong bùn đất, tống vũ hạo như bị xét đánh, hắn ngây ngốc một lúc mới khôi phục tinh thần, tống vũ hạo kích động, hắn đào một cách điên cuồng, đó là cái gì? Nhìn thấy trong đất có ánh lửa, lúc này tất cả mọi người đều nhìn qua. Trong khoảng thời gian ngắn Tống Vũ Hạo đã đào ra hố to, trong tay cầm một hỏa cầu tròn tròn. Nếu nhìn kỹ đó không phải là hỏa cầu, đây là một con hỏa trùng. Nó giống như thân tầm nhưng không phải con tầm. Mọi người nhìn thấy đám trùng này liền ngây ngốc. Này, này, đây là đông hỏa trùng. Nhìn thấy Tống Vũ Hạo nâng hỏa cầu, có người kinh hô thật lớn. Nhiều đông hỏa trùng như vậy, chỉ sợ có hơn ngàn con đấy. Mọi người nhìn thấy đám đông hỏa trùng đang chen chúc với nhau trong hỏa cầu, lập tức có người kêu to thật không tưởng tượng nổi trong khoảng thời gian ngắn có người không tin vào mắt mình không ngờ khu vực nhỏ như thế lại có nhiều đông hòa trùng như vậy đây quả thực là chuyện không có khả năng trong khoảng khắc mọi người đều nhìn qua lý thất dạ tất cả mọi người không rõ tại sao có nhiều đông hòa trùng lại chen trúc trong khu vực nhỏ này đương nhiên người ở đây không hiểu gốc cây già chính là tiên dược vô song chỉ cần nó xuất hiện ở đâu thì nơi đó sẽ có nhiều đông hòa trùng liều mạng chen trúc vào khu vực đó cho nên nói hấp dẫn đông hòa trùng vào khu vực này không phải là xích diên thảo mà là gốc cây già, đông hỏa trùng, thật sự là đông hỏa trùng, mẫu thân của ta được cứu rồi. Tống Vũ Hạo nâng hỏa cầu có ngàn con đông hỏa trùng lên, hắn kích động toàn thân run rẩy, kích động chảy cả nước mắt, thật vất vả Tống Vũ Hạo phục hồi tinh thần lại, hắn lại lấy ra vài con đông hỏa trùng sau đó giao tất cả đông hỏa trùng cho Lý Thất Dạ, nói ra, vị công tử này, ta chỉ cần 6 con đông hỏa trùng, cứu, cứu mạng mẫu thân, còn, còn lại là của ngươi. Lý Thất Dạ không thèm nhìn đống đông hỏa trùng, nói ra, xem như ban cho ngươi, ta không cần đám trùng này. Làm, làm, làm sao có thể, quá, quá quý trọng. Tống Vũ Hạo ngây ngốc nói lắp bắp, ta bảo ngươi thu thì thu đi. Lý thất dạ nói, trong khoảng thời gian ngắn Tống Vũ Hạo ngạc nhiên không nhỏ, thậm chí có thể nói hắn không dám nghĩ tới chuyện này. Hắn bất chấp nguy hiểm đến hỏa nguyên chi địa tìm kiếm đông hỏa trùng để cứu mạng mẫu thân. Đối với hắn mà nói, hắn chỉ cần vài con đông hỏa trùng là cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại Lý Thất Dạ ban cho hắn hơn ngàn con đông hỏa trùng, đây là chuyện hắn không dám tin nổi những người khác dùng ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn lý thất dạ thủ bút này quá lớn đông hòa trùng là thứ quý hiếm hiện tại hơn một ngàn con đông hòa trùng đây chính là tài phú cực lớn mà lý thất dạ tiện tay ban cho người xa lạ mới gặp một lần đây là phách lực cỡ nào nhiều người còn không dám tin nổi đại ân đại đức của công tử vũ hạo nguyện ý làm trâu làm ngựa cho công tử sau khi phục hồi tinh thần tống vũ hạo kích động chảy nước mắt hắn quỳ xuống dập đầu với lý thất dạ Lý thất dạ thản nhiên nhận đại lễ của Tống Vũ Hạo, cuối cùng phất tay, nói, đứng lên đi. Tống Vũ Hạo đứng lên, nội tâm hắn cảm thấy ân tình của Lý thất dạ với hắn nặng như núi. Nhìn thấy Tống Vũ Hạo đào ra nhiều đông hòa trùng như thế, sắc mặt ngô luyện khó xem tới cực điểm, đến bây giờ người của hắn không đào được con đông hòa trùng nào, mà Lý thất dạ tùy tiện đào hơn ngàn đông hòa trùng, không cần nói cũng biết thắng thổ thế nào. Hiện tại ngươi nên gặm sạch đống bùn đất ở đây được rồi. Vào lúc này Lý thất dạ nhìn ngô luyện, khoan thai nói, sắc mặt ngô luyện lúc đỏ lúc trắng, thập phần khó chịu nổi, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "chúng ta chưa đào xong, cấp cái gì? được rồi, ta là người kiên nhẫn, ta lại chờ một chút, nhưng ngươi phải nhớ gọm sạch bùn đất, không ăn xong ta sẽ nhét vào miệng của ngươi." Lý thất dạ vừa cười vừa nói: "nhanh đào ba ngàn thước cho ta, nhất định phải móc đông hòa trùng ra." sắc mặt Ngô luyện hết sức khó coi, hắn quát lớn với người của mình: "tuy đệ tử Ngô gia dốc sức liều mạng đào nhưng không đào ra con đông hòa trùng nào, thậm chí bóng dáng đông hòa trùng cũng không nhìn thấy." càng như thế sắc mặt ngô luyện càng khó coi thắng bại đã định có người thấy ngô luyện không nhận thua thì nói thầm đúng đấy thua là thua thua không nổi còn đánh cuộc gì mất hết mặt mũi vạn thọ quốc ở đây không ít người đã sớm bát mãn với ngô luyện cho nên càng không khách khí châm chọc khiêu khích trong khoảng thời gian ngắn sắc mặt ngô luyện đỏ lên thập phần khó chịu nhưng không thể xuống đài được thời gian cũng đến rồi bây giờ là lúc các ngươi gặp bùn lý thất dạ cười nói nhìn đám người ngô luyện lúc này đệ tử ngô gia đã đào ra cái hố to bùn đất trồng chất thành núi. Ai nói đã đến giờ, ngô luyện lớn tiếng nói, chúng ta vừa đào không bao lâu, đào một ngày cũng được, đào một năm cũng được, đào một trăm năm cũng không thành vấn đề, cho nên chúng ta đánh cuộc chưa chấm dứt, đào tới khi nào nhìn thấy đông hòa trùng mới thôi. Vào lúc này ngô luyện trực tiếp đùa nghịch thủ đoạn, thấy ngô luyện đùa nghịch như vậy, rất nhiều tu sĩ ở đây khinh thường, thậm chí trong lòng càng gửi nhạo ngô luyện, chỉ không nói thành lời mà thôi. Như thế nào, thua không nổi thì cứ nói thẳng đi, đặt cược nhỏ như vậy còn không thua nổi, thật sự là mất mặt Vạn Thọ quốc, Vạn Thọ quốc có đệ tử như ngươi đã mất mặt tận nhà." Lý Thất Dạ cười nói. Lý Thất Dạ nói xong câu này, sắc mặt Ngô Luyện khó coi tới cực điểm, hắn hung ác nói, "Tiểu tử, ngươi vũ nhục ta có thể, nhưng không thể vũ nhục Vạn Thọ quốc, vũ nhục Vạn Thọ quốc, Vạn Thọ quốc chúng ta thể bất lưỡng lập với ngươi." Ngô Luyện vừa nói như vậy, mọi người đều biết hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, chẳng qua muốn chụp mũ Lý Thất Dạ để chuyển lực chú ý của mọi người. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ, người thông minh đều biết nếu thật bị ngô luyện trục mũ vũ nhục vạn thọ quốc, chuyện này sẽ náo lớn rồi. Dù sao người nào cũng không muốn đối địch với vạn thọ quốc, dù sao vạn thọ quốc chính là quái vật khổng lồ, đắc tội với nó là không thông minh. Vũ nhục vạn thọ quốc thì thế nào? Lý Thất Dạ không quan tâm, tiếp tục nói, vạn thọ quốc có bao cỏ như ngươi cũng chẳng cao lớn bao nhiêu đâu. Lời này làm Tống Vũ Hạo đứng bên cạnh cũng kêu to một tiếng, hắn vội vàng kéo tay áo Lý Thất Dạ, ám chỉ lý thất dạ không ai nhóm lửa thiếu thân, không biết sống chết, ngô luyện hung ác, quát lớn, dám nhục vạn thọ quốc, giết không tha, thua đánh cược. Ngô luyện đã sớm tìm chuyện chuyển rời lực chú ý của mọi người, hiện tại lý thất dạ không biết sống chết vũ nhục vạn thọ quốc, hắn bắt cơ hội tốt này để thu thập lý thất dạ, kể từ đó mọi người sẽ quên chuyện vừa rồi, hắn cũng có thể tiêu diệt lý thất dạ, đây là kế sách một mũi tên trúng hai con chim, trường 3290, gậm bùn chỉ bằng đám gà đất chó kiểng các ngươi sao, lý thất dạ lười nhìn, hắn cười nói không ít người âm thầm lắc đầu lý thất dạ nói lời này quá không sáng suốt chẳng phải cho ngô luyện nắm lấy cơ hội sao hắn vốn đứng trên ưu thế hiện tại lâm vào cảnh nguy hiểm tốt lắm bằng lời này của người đã đáng chết vạn lần ngô luyện không buông tha cơ hội này lập tức quát lớn lên cho ta tốt nhất bắt sống hắn buồn thiếu gia muốn hắn sống không bằng chết ta sẽ cho hắn biết vũ nhục vạn thọ quốc sẽ có kết cục gì ngô luyện ra lệnh một tiếng đám đệ từ ngô ném xẻng xuống và vây quanh lý thất dạ đao kiếm ra khỏi vỏ ánh mắt bắn ra hung quang, tiểu tử, tử, nhận lấy cái chết. Lúc này các đệ tử ngô ra hét lớn một tiếng, đao kiếm chém lên người Lý Thất Dạ, bọn họ muốn tiết oán khí lên người Lý Thất Dạ, cũng muốn phanh thây đối thủ. Lý Thất Dạ nhìn cũng không nhìn, hắn vung tay lên, những đệ tử ngô ra này không tiếp được một chiêu đã bay ra ngoài. Chỉ bằng đám gà đất chó kiểng các ngươi cũng dám hung hăng trước mặt ta, Lý Thất Dạ đi về phía ngô luyện, tiểu tử, tử, nhận lấy cái chết, thấy Lý Thất Dạ đi tới, ngô luyện kinh ngạc, hét lớn một tiếng, Hắn vận dụng một đỉnh lô, trong đỉnh lô có hỏa diễm bất diệt chảy ra ngoài, muốn thiêu chết Lý Thất Dạ ngay lập tức. Đối mặt với hỏa diễm trước mặt, Lý Thất Dạ không thèm nhìn, hắn tiện tay vung một cái, hỏa diễm đều dập tắt không còn lại gì. Nhìn thấy tình hình không ổn, Ngô Luyện biết rõ chính mình gặp cao thủ, biết đá chúng thiết bản cho nên quay người bỏ chạy, nhưng hắn vừa định trốn đã bị Lý Thất Dạ xách cổ như gà. Nhìn thấy Lý Thất Dạ dễ dàng bắt Ngô Luyện như vậy, người nơi này nhìn nhau, bọn họ không ngờ Lý Thất Dạ có thực lực như thế. Bình thường nhìn Lý Thất Dạ không giống cao thủ gì đó, người nào nhìn cũng có cảm giác hắn là một tiểu bối mà thôi. Nhưng hiện tại hắn dễ dàng bắt ngô luyện, thực lực vô cùng bất phàm, dù sao ngô luyện là thiếu chủ ngô gia, tính cách cường ngạnh cuồng vọng ngô xuẩn nhưng vẫn có vài phần thực lực. Nếu không gặm sạch bùn đất nơi này thì đừng hòng đi, Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, ngươi, ngươi, tiểu tử, ngươi, ngươi dám động tới sợi lông bổn thiếu chủ, ngô gia tuyệt đối sẽ không buông thang ngươi, vạn thọ cúp nhất định bầm thay ngươi thành vạn đoạn lúc này ngô luyện không thể động đậy hắn sợ tới mức hồn phi phách tán lập tức lên tiếng ham dọa nghe ngô luyện uy hiếp lý thất dạ cười nhạt nói vạn thọ quốc thì như thế nào trong mắt ta chỉ là gà đất chó kiềng mà thôi không đáng giá nhắc tới đắc tội ta cho dù ngươi là con của chân đế ta cũng diệt ngươi ngoan ngoãn gặm bùn đất cho ta nghe lý thất dạ nói như vậy người nơi đây hít khí lạnh tất cả mọi người nhìn nhau nói lời này chẳng khác gì tuyên chiến với vạn thọ quốc ở trước nhiều người bảo vạn thọ quốc là gà đất chó kiềng không đáng giá nhắc tới, lời này chỉ cần lọt vào tai đại nhân vật vạn thọ đã đủ gây họa sát thân. Lý thất giả túng tóc ngô luyện và khóa toàn thân hắn lại, thân thể ngô luyện cứng ngắc, miệng há to, lý thất giả kéo thân thể ngô luyện xoay một vòng, đầu ngô luyện hướng xuống, chân hướng lên, miệng há to khép mở liên tục, lý thất giả kéo hắn chạy một vòng trên mặt đất, hàm răng hắn như máy cày xới một đống đất lên. Đương nhiên hàm răng ngô luyện không cứng như máy cày, cho nên khi lý thất giả kéo qua lại vài vòng răng cửa của hắn gãy mất, máu tươi đầm đìa, trong miệng đầy bùn đất và máu tươi làm nam nhân nói chuyện phải giữ lời ngươi không ăn xong đừng hòng đi lý thất dạ buông ngô luyện ra sau đó lại bốc một đống đất nhét vào miệng ngô luyện từng nắm đất bị lý thất dạ nhét vào miệng ngô luyện nhét không xuống lý thất dạ dùng sức áp nhét tới mức hai mắt ngô luyện trắng dã không thở nổi cuối cùng nhồi vào miệng ngô luyện một đống đất lý thất dạ dừng tay hắn vỗ vỗ hai tay và nói bỏ đi xem người cũng không ăn hết đống đất này hôm nay tạm thang người mạng chó của ngươi tiếp theo dám chọc ta ta lột sang ngươi. Lúc này miệng ngô luyện bị nhét đầy bùn đất, hắn chỉ có thể mở to mắt và không thể nói chuyện. Trong khoảng thời gian ngắn người chung quanh ngây ngốc, tất cả mọi người cảm thấy thanh niên trước mặt thật khí phách. Đây không thể nói là khí phách, phải nói là hung nhân, nhét bùn đất vào miệng ngô luyện trước mặt người trong thiên hạ. Điều này còn làm ngô luyện khó chịu hơn chết. Được rồi, trò hay chấm dứt, giải tán, lý thất dạ vỗ vỗ hai tay, hắn xoay người rời đi. Vào lúc nào Tống Vũ Hạo phục hồi tinh thần lại, hắn hỏi lý thất dạ, ân công, xin hỏi cao tính đại danh của ngươi hắn nhận ân đức lớn của lý thất dạ thậm chí không biết lý thất dạ là thần thánh phương nào việc nhỏ mà thôi không cần phải nói lý thất dạ phi nhiên rời đi tống vũ hạo muốn đuổi theo nhưng không kịp tống vũ hạo đứng đó qua một hồi lâu hắn mới khôi phục tinh thần và rời đi mộ thân hắn vẫn chở đông hỏa trùng kéo dài tánh mạng hắn phửa quay về sau khi lý thất dạ rời đi một lúc ngô luyện mới khôi phục tri giác vào lúc đó đệ tử chung quanh móc bùn đất trong miệng ngô luyện bao cỏ bao cỏ một đám bao cỏ Ngô luyện tức giận phát điên, hắn bạt tay từng tên đệ tử ở đây, nộ khí trùng thiên, chút oán khí lên người của đám đệ tử. Tiểu xúc xanh, ta thề không lưỡng lập với ngươi, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi sống không bằng chết. Cuối cùng ngô luyện giống to về phía lý thất dạ biến mất, lúc này hắn vô cùng tức giận, ánh mắt mang theo oán độc, hắn hận không thể bầm thay lý thất dạ thành vạn đoạn. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người nhìn nhau, lúc này lý thất dạ đã kết thù với ngô luyện, vạn thọ quốc. Sau khi lý thất dạ rời đi, hắn đi về phía trước, hắn tiếp tục đi sâu vào trong hoàng nguyên chi địa thế lửa trong hoàng nguyên chi địa càng ngày càng mạnh hỏa dưỡng nóng tới mức người thường không chịu nổi cũng chính bởi vì như thế cho nên người ở đây càng ít bởi vì xâm nhập càng sâu thế lửa càng mạnh quản Chi cường giả cũng bị đốt thành cho tiến vào khu vực sâu hơn cho dù chân thần cũng bị đốt thành cho bụi đi vào sâu bên trong lý thất giả cầm trong tay một vật đây chính là lượng thiên xích hắn tìm được trong hoàng kim miếu lượng thiên xích chính là trí bảo trong hoàng kim miếu nó là bảo vật nghịch thiên của kỷ nguyên trước có lai lịch kinh thiên, lượng thiên xích, tuy nó không chủ công phạt nhưng có công hiệu thần diệu, nó lượng thiên, lượng địa, lượng thế, lượng muôn đời, lượng thiên cơ. Lúc này lượng thiên xích trong tay Lý Thất Dạ tỏa ra hào quang sáng người, Lý Thất Dạ đi theo hướng hào quang đang chỉ dẫn, lượng thiên xích có tác dụng đúng như Lý Thất Dạ suy nghĩ, Lý Thất Dạ suy diễn ảo diệu trong đó. Lúc này Lý Thất Dạ muốn đi tới nơi trí bảo hỏa nguyên chi địa ẩn thân, cho nên lúc này lượng thiên xích đi theo hướng của Lý Thất Dạ. Nhớ like, để lại bình luận và em ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo